Hoàng thượng không trách tội cô đâu. Hơn nữa, cô vì nghĩ tốt cho hoàng thượng. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, cô với hoàng thượng từ sớm đã có. Ngài lại nói chuyện vô liêm nữa. Hai chúng tôi là trong sạch mà. Vậy đi kiếm hoàng thượng nói cho rõ đi. Vậy cô nương, à. Thì coi như tôi không có nói gì hết. Tôi nói tầm bậy có được chưa? Tôi nói là dư thừa, vậy có được không? Vậy cô nương, cô nghĩ coi, cô muốn lão cát này mất mặt hay là muốn hoàng thượng mất mặt? Ngài kiếm người khác đi. Vậy cô nương, giết tôi còn sướng hơn. Thu điềm, hai mặt thầy ảo, người trong cung đã đến hỏi. Hỏi cái gì? Làm gì chứ? Cố ca của anh, cưới chị của em, chúng ta là người thân phải đến chúc mừng chứ. Các người xem chút, đây là cửa khách hoàng cung, nhưng cô kiếm không có ra chị của em. Chị đã trở lại hồi nào? Ai mà biết được, chị của em ẩn hiện như là ma. Ê, anh mới là ma, anh mới là quỷ. Thôi được, hãy mau lên đi, lát nữa gặp chị hồi đó ra thì biết mà. Nè nè, thấy vậy tôi phúc không? Không thấy. Nè, có thấy không? Không thấy. Trời nóng quá. Nè nè, thấy vậy tôi phúc không? Không thấy. Nè, xã nhân. Hey, lão quan, tôi mệt muốn chết. Nè, ăn chút đồ đi để. Kiếm ai vậy? Đi kiếm tân nương hay về tứ phu đi? Về tứ phu là tân nương nương. Cái gì? Hả? Về thân tướng quân. Các lão quan, mọi người. Về lão đệ. Đệ có thấy chị của đệ không? Không thấy. Không. Hay làm sao đây? Làm gì? Niệm Lộ Kiều vẫn chưa có tin tức gì. Đúng là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, cổ không có duyên phận này. Nhưng em thì lại có duyên phận. Công chúa xin đừng nói giận với nô tỳ. Ta nói giận với em? Nếu vậy Thanh đã là phò mã, ta còn kêu ngươi bằng chị mà. Thật ra trong lòng của ta đã sớm coi ngươi như là người em dâu của ta vậy. Không được, em không thể làm vậy. Em làm hay không làm cũng không có gì là khác biệt. Thời gian đã gần tới, không lẽ em muốn hoàng thượng cưới bằng cái kiểu không hay sao? Em là người gần nhất với hoàng thượng, em không cứu ngài thì ai sẽ cứu ngài? Bây giờ trong lòng của em rất là phân vân, em có biết phải làm sao? Em phải tự hỏi mình, thật ra em có yêu hoàng thượng hay không? Em không biết. Em nhất định phải biết. Khi em biết hoàng thượng sắp cưới người khác làm phi tử, thì trong lòng em cảm giác như thế nào? Có phải chu như mia hay là khế xanh chưa chín hay không? Em làm vậy chỉ là lợi dụng cơ hội. Không phải. Cái này gọi là làm cho mình được tội nguyện. Chi Phùng, em coi như vì một hạnh phúc suốt đời của mình, em chết một lần thì cũng đáng. Giúp cho người vẽ lông mày, vẽ lên cho mày một cái con mắt, vẽ thêm cho mày một cái môi nhỏ nhỏ, để coi mày ra sao. Cũng đẹp thiệt chứ. Đại nhân, thấy có đẹp không? Những ngày sống trong vòng tay của mỹ nhân thiệt là màu quá. Sầu tử tiết xuân, đến mỹ cảnh không nguôi sầu, mang sầu đến tiết thu, mắt lệ trôi hoa tàn.
Mỹ cảnh cũng không nguôi sầu hay thiệt. Hôn lễ đã bắt đầu, nhưng mà Tân Nương vẫn còn đang ung dung ở bên ngoài này. Tiểu hoàng đế này thật ra cũng khá lắm. Người đã nói với Thái Hoàng Thái Hậu, dù cho không có chuyện lập phi, cũng nên giải quan cho tiên phụ. Nghiêm Lục Kiều, bây giờ nàng đã biết lý do tại sao ta lưu lại ở đây. Không phải, là hai chúng ta đều lưu lại. Mình có phải là quá đáng hay không? Hợp với cơ phận. Nếu hoàng thượng phát hiện bị mất Tân Nương, thì sẽ giải quyết thế nào? Không có Tân Nương, sẽ có mà. Chúc mừng hoàng thượng. Mọi người hãy đứng dậy đi. Các khanh gia bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Qua bên này, qua đây. Lễ quan đâu? Có thần. Các xã nhân. Lập phi đại điển bắt đầu. Dạ. Giờ cách đã tới. Thỉnh tân quý phi nương nương thượng điện. Mời quý phi quỳ xuống phụng chỉ. Phụng thiên thừa giận. Đại Hán hoàng đế triệu ước. Sử kinh đã chép, yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu. Tân quý nhân là hậu vệ của minh tướng, ẩn nhục chịu quan. Đức ngôn đều có, không một khuyết điểm. Bây giờ, phong làm cam tuyền cung quý phi, chủ trì lục cung. Không chỉ... Hả? Tân nương nương, tạ ơn đi, mau tạ ơn. Mau tạ ơn. Thần thiếp tạ ơn. Mau bình thân. Chị à, sao tay chị run dữ vậy? Không phải là run mà là xúc động, phải không? Hãy mau đem để vợ của ta tới tặng cho quý phi đi. Tiếp tục ai cũng vui á. Ấy dạ, lão quan mình người tôi à? Lão quan à, hãy mời tới nhà của tôi, đón mẹ của tôi đi, có được không? Mau đi. Gấp làm gì? Ngày mai hãy đi đi. Bây giờ đại náo phòng qua trước. Lão quan ta xin người có được hay không? Nghe tôi nói đi. Nếu như mẹ của tôi không đến đây, tôi chắc là sẽ mất mạng. Nè, nói rõ đi, ai mà có gan như vậy? Lão quan huynh đừng hỏi có được không? Mau đi đi. Đi mà. Ai to gan vậy? Đi mau đi. Chị Phương, người cứ yên tâm, không cần sợ cái gì hết. Ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cho người. Hoàng thượng giá lâm. Nè, chị Phương, hôm nay ngươi là tân nương, khỏi cần phải làm lễ. Trâm đã tới, đợi lâu rồi hả? Tham kiến thanh gió. Hoàng tỷ cũng ở đây. Đã là thái thái nghìn thần, đương nhiên phải ở cạnh của tân nương. Trâm chưa nói lời cảm ơn với lại hoàng tỷ, đa tạ hoàng tỷ. Không cần. Có phải ngài cần tâm sự với tân quý phi hay không? Thần nghĩ chúng thần cần phải lui trước. Dạ. Yeah. Yeah. Hoàng đệ, hôm nay là ngày đại hỷ của em. Không biết em có uống rượu say hay không? Không có. Cũng may đêm hôm qua về tử phu đã luyện tủ lượng cho trẫm rồi. Trẫm hôm nay uống rất nhiều rượu, nhưng mà vẫn còn tỉnh táo lắm. Nếu mà không uống say, chứ không có được giả say rượu. Nè, đâu có lý nào trẫm giả say. Cũng không được ăn hiếp em dâu mới của ta. Có hoàng tỷ Bình Dương công chúa ở đây, trẫm càng không nên hành động lỗ mãng. Cũng không có được chê khen đẹp hay là không đẹp. Che mặt của cổ không có được giống ai. Gương mặt của cổ thế nào thì trẫm vẫn yêu cổ. Được, ngài lặp lại thêm một lần. Trẫm có nói, cho dù gương mặt của cổ thế nào thì trẫm vẫn yêu cổ. Hoàng đệ, hôm nay trước mặt các hoàng thân quốc thích, dân võ bá quan đã phong cho cổ làm quý phi, chủ trì lục cung. Kim khẩu ngọc ngôn, ngài không được phản lời. Trẫm
quyết không phản đối. Vậy được, hoàng tỷ xin chúc cho hai em bách niên giai lão. Ta cáo từ trước. Nè công chúa, thế nào? Vậy cũng chưa biết sẽ thế nào. Hai người hãy coi, bàn tay của ta đổ mồ hôi lạnh. Công chúa, đại náo phụ qua chút, sao vẫn còn đứng đây? Đứng đây làm gì? Phiền quá. Các người không cần đại náo, một lát nữa chính họ sẽ đại náo. Kiều Kiều, Kiều Kiều, chậm không phải đang nằm mơ chứ? Nhưng mà cái cảnh này trẫm ở trong mộng đã nhìn thấy nhiều lần. Mỗi một lần trẫm nhìn thấy nàng như là nắm được ở trong tay, nhưng mà vẫn bắt không được. Chỉ cần trẫm muốn được gần nàng thì tự nhiên bất ngờ bị té xuống, rồi thì tỉnh giấc. Hôm nay trẫm chắc chắn không tỉnh mộng nữa. Chậm thiệt nắm được tay của nàng, chậm thiệt nắm được tay của nàng rồi. Nhéo chậm một cái đi. Móng tay của nàng đâm trúng chậm. Không phải mơ, không phải là mơ đâu. Nếu như là mộng thì thiệt tốt. Trên núi có cây, cây lại có nhánh. Tâm trạng quân dương, quân dương không biết. Ở trong giấc mộng có nhìn thấy trẫm hay không? Từng mơ thấy. Thiệt sao? Ở trong giấc mộng đã nhìn thấy trẫm là thế nào? Là gương mặt của hoàng thượng như ngày thường. Thiệt? Nàng thường ngày thấy mặt của trẫm như thế nào? Thực ra những lúc bình thường trẫm cũng rất tự nhiên, không giống như trên kim điện phải lấy quai coi trọng thân phận. Chỉ có thái giám và cung nữ hầu cận trẫm mới biết được thôi. Nè, nếu như nàng không tin thì đi hỏi về tử phu. À phải, về tử phu là thị tùng nữ hoàng của trẫm, bây giờ cũng là thị tùng nữ hoàng của nàng. Cô rất là hiền từ, từng cứu qua trẫm và cứu Bình Dương công chúa. Trẫm có thể là suốt đời này đối tốt với cô. Trẫm mong là hai người sống gần nhau như chị em ruột, đừng coi cô là nô tỳ. Bây giờ trẫm muốn nàng hãy nhìn kỹ mặt của trẫm, và trẫm cũng muốn nhìn kỹ nàng. Bệ hạ đừng có nóng lòng. Nóng lòng quá ngài sẽ thất vọng. Làm gì có, chỉ cần là nàng thì trẫm sẽ không thất vọng đâu. Nè, trẫm hỏi hoàng thượng một câu. Cái gì đây, dở khăn trong đầu rồi nói sao? Không được, hãy đợi cho thiếp hỏi trước rồi mới dở khăn. Thì cứ hỏi đi. Khi nãy hoàng thượng nói chỉ cần là thần thiếp thì bệ hạ sẽ không thất vọng. Đương nhiên. Nếu như thiếp không phải là thiếp. Nàng không phải là nàng. Vậy thì là ai đây? Hoàng thượng, thần nghĩ nên do thần nói. Thôi khỏi Bình Dương công chúa, hay là để cho lão cát tự nói. Các người đại náo phòng qua chút, về để trẫm dở khăn trùm đầu của tân nương trước đã. Hoàng thượng hãy khoan, ngài có biết người dưới lớp khăn này là ai hay không? Đương nhiên biết. Khoan đã, thần nghĩ ngài hãy nên để cho các xã nhân nói trước. Các xã nhân muốn nói gì đây? Ngài mau nói đi. Cửu ca, cửu ca xin hãy tha tội chết cho lão cát. Cửu ca, cửu ca. Mặc kệ là người phạm tội gì, để tới ngày mai hẳn nói. Đừng cản trở tâm tình của trẫm, mau lui ra. Cửu ca. Nè, ngươi không biết điều hả? Mặc kệ ngươi phạm tội chết gì, hôm nay đừng có nói cho trẫm biết. Tự đi báo cáo với Trương Khang đi. Đi mau. Nè, các ngươi làm gì đây? Các ngươi làm gì đây hả? Hoàng thượng, bí mật là do nô tỳ này. Hả? Không phải là chị của ta? Là cô. Tại sao là cô? Tại sao các người không lên tiếng? Các người đã biết trước hết rồi. Không phải đâu. Không phải. Không phải cổ. Nhìn đầu kiều đâu? Hoàng thượng, cổ,
cổ đột nhiên đi mất. Người gạt trẫm, các ngươi đều gạt trẫm. Đây là tội khi quân, các ngươi thông đồng với nhau. Hoàng thượng, đừng kêu ta, ta không muốn nghe gì hết. Người đâu? Hoàng thượng, mà bắt các xã nhân. Dạ hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng. Đừng có theo trẫm, ai kháng chỉ thì chém. Coi cháu kìa, người đó là hoàng thượng mà. Hả? Các mạng mội đã tới. Hoàng thượng, hoàng thượng, lão nô tới thăm ngài. Các những mẫu đã tới. Nghe nói ngài đã tuyển được tân quý phi nương nương. Thần nghĩ quý phi nương nương mà hoàng thượng chọn nhất định đẹp lắm. Thần muốn ngày mai nhập cung để coi mắt, nhưng hoàng phu kêu lão thần phải tức khắc tới ngài. Thần liền nói là đêm động phòng qua chút thì phải nên để cho hai người họ âu yếm với nhau. Thần nghĩ thần tới cũng tốt. Thần tới đây để gặp cho được quý phi nương nương, để quý phi nương nương đừng có bỡ ngỡ. Lão nô tới để chào mừng tân quý phi nương nương đó hoàng thượng. Các mẫu mẫu chào mừng cũ, cũ chào mừng các mẫu mẫu thì đúng hơn. Ôi, tội quá, tội quá. Tuy người ta còn trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng là chúa tử. Nếu ban cho lão nô được bình thân, vậy đã để mặt lão nô lắm rồi, phải không? Dạ phải, cứu ca. Nếu quý phi nương nương biết được ngài đã từng bố sự của các mẫu mẫu, nhất định sẽ kính trọng các mẫu mẫu. Đây là chuyện của nhiều năm trước. Lúc đó lão nô thiệt có nhiều sữa lắm, nếu không làm sao đủ cho hoàng thượng được bú no. Đừng có nói nữa. Dạ quen, là nghe được các mẫu mẫu tới đi. Hôm nay là ngày đại hỷ, nên đưa các mẫu đến chung vui. Đúng. Trăm tiền cùng náo nhiệt lắm, các người tới đó đi. Hoàng thượng. Cả nhánh cây cũng bằng hiếp trẫm. Ai đây? Ai đàn ca hát? Người đâu? Mau tới đây. Lão nô thị hầu hoàng thượng. Đã khuya rồi ai đàn ca hát gì? Là Trần hoàng hậu đang hát đó hoàng thượng. Trần Ngạ Kiệu, bà không phải đang ở trường môn cung hay sao? Dạ bẩm hoàng thượng, qua khỏi bức tường này là trường môn cung. Bà từng nghe hát cái bản này? Dạ đúng vậy, cũng là bài hát này chưa bao giờ thay đổi. Vậy hãy thề đi. Được mà. Tao muốn người phải thề. Được, ta thề. Người thề trước mộ của cha ta. Lời của người nói cha ta sẽ nghe được. Người có thể gạt ta, nhưng có thể gạt được cha của ta, ổng lên thiên lắm. Cháu xin thề với lão nhân gia. Người nói, người không quên lời hẹn Kim Ốc Tàn Kiều. Cháu không quên lời hẹn Kim Ốc Tàn Kiều. Kim Ốc Tàn Kiều có nghĩa là sao? Sau này cháu lên làm hoàng đế, sẽ cưới A Kiều làm hoàng hậu, còn cất dài vàng để cho A Kiều ở. A Kiều, cô là một nữ nhi yếu đuối, có biện pháp gì đối phó với Lương Dương và Hoàng Thái Hậu đây? Bởi vì chỉ có nó. Là cái gì? Là câu cuối cùng mà tiên hoàng đã để lại. Trẫm bình nặng khó khỏi, truyền ngôi cho thái tử Lưu Triết. Thánh chỉ là thiệt hả? Đương nhiên là thật. Hoàng thượng, thiếp thật đã làm hoàng hậu sao? Đúng vậy, đã được làm hoàng hậu rồi. Vậy đại hán triều 8 vạn Lý Văn hả? Tất cả đều thuộc về chúng ta. Phải. Nhưng mà thần thiếp vẫn chưa tin. Thần thiếp chỉ sợ là đang nằm mộng, tỉnh dậy tất cả sẽ mất hết. Vậy tự nhéo mình đi, cô có đau không đây? Thiếp sợ đau, thiếp nhéo hoàng thượng. Thank you.
Hoàng thượng, Hoàng thượng. A Kiều, A Kiều à, ngài đã đến thăm thần thiếu. Ngài, ngài đã đến với Tân Nương. Tại sao ngài lại đến đây? Câu hát của nàng đã khiến lòng của Trẫm tan nát hết rồi. Ngài vẫn còn nhớ ta Kiều này sao? Nàng vẫn còn là hoàng hậu của Trẫm. Hoàng hậu? Một hoàng hậu không có hoàng đế thì có ích lợi gì? Không đâu. Hôm nay Trẫm đưa nàng trở về. Trở về? Trở về đâu hả? Về Cam Tuyền Cung. Trở về kim ốc của nàng. Về kim ốc của thiếp? Hoàng đế đến đón ta. Đón ta về Cam Tuyền Cung. Các người mau đến đây. Hãy bãi giá. Hoàng thượng đón ta về Cam Tuyền Cung. Hoàng thượng đưa ta về cung. Hãy mau đến đây. Bãi giá. Đừng có kêu nữa. Không có người đâu. Không đâu. Thì muốn tất cả Trường An và thiên hạ đều biết được hoàng đế đến đón thiếp. Hoàng đế đã đến đón thiếp. Đến đón thiếp hồi cung. Phải rồi, Tân Quý Phi làm sao? Thiếp không ở chung với cô ấy đâu. Được, nàng sẽ ở một mình, không có ai khác. Thiếp không chịu. Thiếp muốn hoàng thượng ở với thiếp. Trẫm sẽ ở với nàng. Thiếp muốn ngày nào hoàng thượng cũng ở Cam Tuyền Cung. Ở mỗi ngày. Con mẹ của thiếp, quản đạo trưởng công chúa, nhật mẫu của ngài, xin hãy miễn tội cho bà đi. Miễn? Trời cũng giúp cho thần thiếp. Vậy còn niệm Lộ Kiều? Hãy quên đi người này, coi như là chưa bao giờ có. Không được. Hãy kêu cổ Trừng Kỳ sống ở Trường Môn Cung. Hãy để cho cổ thử cái mùi vị sống ở Lãnh Cung. Thiếp muốn để con hồ ly tinh này sống ở đây 10 năm, 20 năm, để cho nó dập đầu năn nỉ với thần thiếp đến nỗi chảy máu đầu ra. Thiếp muốn nó phải năn nỉ cực khổ. Xin thiếp thả nó ra để thở một hơi. A Kiều, nàng điên rồi hay sao? Thiếp không có điên, chỉ vì uất ức trong lòng đã lâu. Bắt đầu từ nay, người sống ở Trường Môn Cung sẽ là người đó. Không phải là người biết hát và biết múa hay sao? Người hãy hát hãy múa đi, hãy hát đi. Dù cho người hát đến đổi khàn tiếng, ta cũng không có động lòng đâu. Được cái gì đi? Hoàng thượng, thiếp còn phải đâm cho đủ 49 ngày nữa. Thiếp vừa mới đâm 2 ngày thôi thì đã linh nghiệm rồi. Trẫm không nên tới gặp nàng. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Nghe đây, Trân hoàng hậu e rằng ở trong Trường Môn Cung rất lâu. Mau cho người ta quét dọn và tu bổ lại Trường Môn Cung để cho bà sống được thoải mái một chút. Nô tài xin nhớ. Còn nữa, người mau nói cho thái y viện biết, phái người y tới Trường Môn Cung chuẩn bị cho hoàng hậu. Dạ. Không có gì nữa, chỉ có bấy nhiêu thôi. Dạ. Người đó là hoàng thượng mà. Cháu Hòa Bệnh. Chú ca, các mẫu mẫu đến gặp ngài. Điều các mẫu mẫu muốn nói Trẫm đã biết rồi. Đưa bà về đi. Hoàng thượng, lão nô chỉ muốn nói với ngài một câu. Chỉ có một câu.
Xin các mẫu mẫu nói. Hoàng thượng, hoàng thượng, lão nô không phải vì muốn xin tội cho các xã nhân mà tới. Thần chưa bao giờ tự ý mình là nhũ mẫu của ngài để xin ngài bất cứ điều gì hết. Thần có hay không? Không. Trước đây không, sau này cũng sẽ không. Lão nô đã tới Cam Tuyền cung, chuyện này lão nô cũng đã biết. Tuy các xã nhân là con của lão nô, nhưng nó đã phạm khi quân đại tội, để cho ngài không có cách nào ăn nói với lão bá tánh. Đáng đánh thì cứ đánh, đáng phạt cứ phạt, xin ngài hứa với lão nô. Không cần, không cần đâu. Là bởi vì trẫm đã không được lòng nhân, mệnh số đã định. Hoàng thượng, ngài nói vậy nghĩa là sao? Hoàng thượng là hoàng thượng tốt nhất, hùng tâm cường tráng và trẻ tuổi, trong thiên hạ cô nương nào lại không thích hoàng thượng hả? Tại sao ngài cứ khăng khăng đi kiếm cái cô cái gì mà niệm Lộ Kiều? Cổ thì không biết điều. Các mẫu mẫu đừng có nói nữa, trời đã khuya rồi, hoàng thượng cần phải nghỉ ngơi. Phải. Hoàng phu, mau tiện các mẫu mẫu đi về. Dùng mã xa. Dạ. Hoàng thượng, ngài không cần phải giận làm gì, cô nương tốt cũng có thiếu gì, chắc ngài cũng đã nghe ha. Thôi đi về mau lên. Tọ. Đi đi. Bái kiến Minh Dương công chúa. Bình Dương công chúa kiến gió. Hoàng tỷ, chị lại tới an ủi trẫm hay là muốn xin tội cho ai nữa đi? Thần thiếp không dám. Hôm nay trẫm không muốn nghe gì hết. Hoàng thân quốc tích tới quan lễ cũng tới đông đủ, có người thành tâm tới chúc mừng cho hoàng thượng, nhưng mà có người muốn tới để coi hoàng thượng bị mất mặt. Người nói là người của Đậu gia, trong lòng của trẫm cũng hiểu được mà. Nhìn thấy Kiều Hoa không có người, đã trở thành trò cười. Nghĩ tới hết cách, các đại nhân và Bình Dương công chúa đang nghĩ ra một phương cách trong vô phương cách này, kiếm người thay thế. Điều thì là không nên, nô tỳ không nên nhận lời của họ mà nhận tân nương. Phạm tội khi quân phạm thượng, phạm vào tội che giấu bị họ. Đêm nay có thể là đêm cuối cùng nô tỳ gác đêm cho hoàng thượng. Ngày mai xin hoàng thượng hãy đuổi nô tỳ ra ngoài. Hoàng thượng xin hãy giáng tội nô tỳ đi, đừng liên lụy tới những người khác. Vậy thì cô cũng nên nói thiệt cho trẫm biết chứ. Nô tỳ không dám gặp hoàng thượng nữa. Thật ra nô tỳ rất muốn vĩnh viễn ở lại bên cạnh hoàng thượng. Khi còn trong phủ Bình Dương công chúa, lúc hoàng thượng chẳng còn là thái tử, nô tỳ đã bất kể mọi việc. Kể từ giây phút đó, nô tỳ đã hạ quyết tâm suốt đời suốt kiếp vĩnh viễn sẽ không rời xa hoàng thượng. Điều mà nô tỳ cảm thấy vui nhất là hoàng thượng đã chảy đầu cho nô tỳ dễ lông mày. Nhưng mà nô tỳ biết rất rõ thân phận của mình, chưa bao giờ có ước vọng gì quá đáng. Nô tỳ chỉ muốn được ở bên cạnh hoàng thượng phục vụ và chăm sóc cho hoàng thượng. Hoàng thượng thấy vui, nô tỳ cũng thấy vui. Hoàng thượng đau lòng, nô tỳ nguyện được chia sẻ với hoàng thượng. Dù có phải chết thay cho hoàng thượng. Cô thiệt nghĩ như vậy? Cô có bằng lòng làm phi tử của trẫm hay không? Nô tỳ không bằng lòng. Không bằng lòng? Nô tỳ nguyện ở bên cạnh hoàng thượng, phục vụ cho hoàng thượng, nguyện hiến cuộc đời này cho hoàng thượng. Nhưng nô tỳ không bằng lòng mang danh phận của người khác thay thế cho người khác để hoàn thành ước nguyện của mình. Cô không cần phải thế ai hết. Người đứng bái đường với trẫm chính là cô. Cô là tân quý phi của trẫm,
Trần quý phi của trẫm chính là cô. Nè, hoàng thượng, những lời ngài nói là thiệt? Trẫm Kim Khẩu Ngọc Môn, ra đây. Tất cả trong trường thành nghe đây, tất cả thiên hạ nghe đây, trẫm đã kiếm được người đàn bà tốt nhất làm phi tử, đó chính là Vệ Tử Phu. Vệ Tử Phu, Vệ Tử Phu. Bẩm thái hoàng thái hậu, hoàng thượng bệ hạ và tân quý phi giá lâm. Hãy mau mời vào. Thái hoàng thái hậu cho mời hoàng thượng và tân quý phi. Thần nhi bái kiến hoàng tổ mẫu. Tân quý phi đến rồi sao? Đã tới rồi, tới vấn an hoàng tổ mẫu. Tốt, hảo hài nhi, mau đứng dậy. Món này là tiên hoàng ngài đã tặng cho ta Dạ Minh Châu, ngay cả hoàng hậu ta cũng tiếc không tặng. Bây giờ ta coi như là quà gặp mặt, tặng cháu dâu mới. Đây là vật toàn gia chi bảo. Tạ ơn thái hoàng thái hậu. Tân quý phi hãy qua đây. Ê, khoan đi đã, hãy để ta rờ mặt coi. Không có lý nào, cái mũi, cái tai này, ngươi không phải là Niêm Lỗ Kiều. Ngươi là ai? Chính là quý phi mà trẫm vừa phong. Thật ra ngươi là ai? Nhi thần là Vệ Chỉ Phu. Vệ Chỉ Phu? Triệt Nhi, tại sao lại có chuyện như vậy? Thần nhi phong tần quý phi chính là Vệ Tử Phu. Ngài gạt ta. Mẫu hậu của thần nhi, đích thân chủ hôn, hoàng thân của thích, văn võ bá quan, con người của hoàng tổ mẫu phái tới. Trước mắt của mọi người, thần nhi cần chỉ phải lừa gạt. Còn Niêm Lỗ Kiều? Vệ Tử Phu tuy không xuất thân danh môn, nhưng đã cùng với trẫm đối diện ngày đêm, đã sớm có tình ý với nhau. Tử Phu biết độ lượng, khéo ăn nói, hiểu đại cuộc, đã chịu đựng rất nhiều sự đau khổ mà người khác chịu không nổi. Cô lấy thân xác yếu đuối bảo vệ cho trẫm và hoàng thái hậu, luận công luận tình, có được phong hoàng quý phi là chuyện đương nhiên thôi. Ngài, lúc đầu hoàng tổ mẫu đang bài cổ ở bên cạnh của trẫm, cô được sự giáo huấn đặc biệt của Đồng Phương Sóc, không phải là gì ngày hôm nay hay sao? Hoàng tổ mẫu muốn người được người, mọi việc tùy ý. Thần nhi đã nghe theo lời của hoàng tổ mẫu, lại có gì không thích hợp đây? Hai người, tốt, tốt, hai người tốt. Tiểu phu, hoàng tổ mẫu đã mệt rồi, chúng ta hãy cáo lui. Dạ. Cái viên Dạ Minh Châu này quả thực quá quý trọng, xin hoàng tổ mẫu hãy tự bảo toàn đi. Hồi cung. Tiễn hoàng thượng. Thảo thần Đông Phương Sóc cung tiễn hoàng thượng và quý phi nương nương. Ngươi phải đáng chăm sóc cho hoàng tổ mẫu của ta, đừng có để bà nổi giận nữa, đừng đả động tới hoàng quả, sớm ngày phục mình. Thảo thần lâm chỉ. Nè, ai đang đàn vậy? À, là sư muội của Thảo thần đang luyện cầm. Ngươi có sư muội hay sao? Từ dưới quê Diêm Chi đã đến đây mấy ngày rồi. Tiếng đàn cầm khá lắm, trẫm muốn được gặp mặt. À, Di đang say mê luyện tập,
không thích hợp cho hoàng thượng gặp. Truyền. Hoàng thượng truyền. Dạ cô, Niêm Đỗ Kiều. Tên của Đô Gia là Diêm Phượng Nghi. Thì ra cô trốn ở đây. Dạ, là do Thái Hoàng Thái Hậu đã cho phép cổ ở tạm nơi này. Đông Phương Sóc, người quá thiệt to gan. Chúc hoàng thượng và quý phi nương nương vĩnh viễn yêu nhau, bách niên giai lão. Hoàng thượng, hoàng thượng. Thu ca, ngươi quỳ đó làm gì? Sở nhân đã quỳ ở đây cả ngày chờ của ca phán quyết. Dạ phải. Không có chuyện của người, ngươi không phải là đối thủ của Đông Phương Sóc. Sở nhân đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng. Trầm quyết không đội trời chung với hắn, không đội trời chung. Ngài nghĩ coi làm sao mà đoán được? Ở trong cung đã kiếm hết mà không thấy. Đông Phương Sóc là dấu cổ ở trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Ý thứ coi, phải nên làm sao? Không đổi trời chung, bốn chữ này không thích hợp với hoàng thượng. Như vậy đã quá đề cao hắn rồi. Nói cho các người biết, hắn đã lừa gạt cửu ca, tất nhiên là lừa gạt chúng ta. Cửu ca, kêu hắn chấm mắt coi đi. Quân dục thần tử, hoàng thượng hãy yên tâm giao hắn cho chúng thần đi. Được. Xử trị cách nào? Trừ phi hắn trốn trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu, nếu hắn dám lộ mặt trên đường, thần sẽ bắt hắn về đình về phủ để thẩm vấn. Không sai, cứ ghép cho hắn một cái tội, để hắn hết đường đầu thai luôn. Không phải, là chết còn hơn sống. Được. Được lộ mạng, trẫm không muốn ỷ thế hiếp người. Nhất định có cách. Bình Dương công chúa đến. Hoàng thượng, truyền gấp thần có chuyện gì? Nè, hoàng tỷ, cao nhân hoàng tỷ còn ở Trường An không đi? Vẫn còn ở Trường An. Trẫm cần người này hạ sơn. Trẫm muốn người này đấu trí đấu pháp với Đồng Phường Sốc, nhất định phải thắng Đồng Phường Sốc. Nhưng sợ người đó không chịu. Lưu binh ngàn ngày chỉ dùng trong một lúc, tại sao lại không chịu? Nè công chúa, không lẽ hắn cũng sợ Đông Phương Sóc? Chuyện này chỉ sợ có trời mới biết. Các người hãy mau ra ngoài, ra ngoài đi. Có nghĩa không? Ta không ăn, ra ngoài. Quý phi nương nương, rốt cuộc người cũng tới không ta? Thiếp quý tới đây thăm hoàng hậu nương nương. Ta đã đợi người lâu rồi.